Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chớ đi vào tỷ lộ. Hôm nay tôi sẽ nói với quý vị vài lời ngắn gọn nhưng lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Chúng ta đều biết rằng con người sinh ra là bị cha mẹ bắt buộc sanh. Con người chết đi cũng là bị cha mẹ buộc chết. Tôi tin rằng khi nghe những lời này, mọi người ai nấy cũng đều sẽ kinh hoàng. Đúng vậy, con người là do cha mẹ sanh, nhưng chết là do bị già, bị bệnh mà chết. Thế thì tại sao sư phụ nói là do cha mẹ bắt buộc chết? Đúng, cha mẹ sinh ra quý vị, nhưng ngày ngày họ hối thúc quý vị kết hôn. Họ bảo là trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Vậy tức là họ cưỡng bức quý vị đi vào con đường chết chứ còn gì nữa. Cha mẹ đã tự đi vào con đường chết, nay cũng lại muốn con cái đi vào con đường chết giống như mình. Cha mẹ trước là tự muốn có con, để rồi cũng sẽ nói với con cái rằng, không con nói giỏi là có lỗi lớn. Họ muốn con mình cũng sanh con đẻ cái, đời này nối đời sau, liên tiếp không dứt đoạn. Sanh con ra rồi lại cũng bảo con cái đi chết, bởi vì hãy có sanh tức phải có tử. Nhưng mục đích tối hậu của việc học Phật là để thoát khỏi sanh tử. Tôi có cô đệ tử bị cha mẹ suốt ngày cứ hối thúc cô ta lấy chồng, nhưng cô ấy không chịu để bị mắc lừa. Tôi nói cái đạo lý này chắc quý vị cũng chưa từng nghe, chưa từng thấy qua. Cha mẹ thường bảo con cái, chuyện đại sự của cuộc đời con chưa có xong đâu. Cái gì gọi là chuyện đại sự của cuộc đời? Thì là bảo quý vị đi vào con đường chết. Cha mẹ tự mình đi vào đường tử lộ này, rồi cũng muốn bức bách con cái đi theo vết xe của mình. Bởi nguyên nhân này mà trời nghiến đất lở, thế giới đại loạn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành ba đại A Tăng kỳ kiếp, cuối cùng ngài cũng hiểu được sự việc là như thế nào rồi. Tức sanh không phải là điều tốt, tử cũng không phải là điều hay. Nhưng đó mà Phật muốn không sanh, không tử. Nhưng thân phụ ngài là Vua Tịnh Phạn, là lão hồ đồ, kiên quyết muốn Phật kết hôn. Từ lúc Phật làm thái tử có vợ, nhưng ngài không động phòng. Có người hỏi, vậy sao ngài lại có con? Lý lẽ này tôi không có cách gì để nói cho quý vị nghe được. Thái tử Tất Đạt Đa chán ngán cảnh sống ở hoàng cung, cho nên vào một đêm, ngài cưỡi ngựa bỏ trốn. Bốn vị thiên dương, mỗi vị bèn nâng móng chân ngựa của thái tử, để ngài cưỡi bay cao trên không trung. Đến tuyết sơn, Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm ở đấy. Tại tuyết sơn thì rất lạnh, cũng chẳng có lò sưởi hoặc nước nóng, nơi đó đâu có thoải mái giống như chúng ta bây giờ. Ngày ngày đều có thể tắm gội. Ở tuyết sơn, Đức Phật mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, một hạt lúa mạch và nhất tâm tu hành. Và như vậy mà ngài chuyên cần khổ hạnh 6 năm. Sau đó ngài đến cội Bồ Đề tĩnh tọa 49 ngày. Và một đêm nọ ngài thấy sao sáng mà ngộ đạo. Chỗ ngộ đạo của Phật là ngài có muốn chết một cách hồ đồ. Thế là ngài để lại con đường đạo này và cho phép con người đi xuất gia, để không đến nỗi bị cha mẹ bức bách đi vào con đường chết. Bởi vậy người đi xuất gia là học đi theo con đường thành công mà Phật đã đi. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12. Thông thường chúng ta có phong tục ăn là bát chúc, tức cháo sữa. Bởi chính ngày này Phật cũng bắt đầu uống cháo sữa. Song theo phong tục của các chùa Tùng Lâm ở Trung Hoa là ngày mà họ ăn cháo bát bổ đấy. Tôi không biết họ dùng bao nhiêu vật liệu để nấu món này, bởi không đủ phước đức cho nên tôi chưa có ăn qua. Quý vị theo tôi cũng không được ăn luôn. Chẳng qua ăn cháo hay không ăn cháo đâu phải là vấn đề lớn, mà chủ yếu là tâm chỉ của Phật. Con người thời tham, Phật không tham. Con người thích đồ đẹp, Phật không thích đồ đẹp. Phật là người làm đường, biết quay trở lại, buông xả tất cả, bỏ hết các cuồng vọng và giữ lại cái chân thật. Cho nên ngài ngộ đạo, hiểu rõ tất cả sự tướng xuất thế. Pháp là như vậy đó. Hôm nay những ai đến mừng ngày Phật thành đạo nên lấy chí nguyện của Phật để làm chí nguyện cho mình. Chúng ta hãy tìm đường thoát khỏi sanh tử, chứ đừng đi vào con đường tử vong. Giảng ngày 7 tháng 2 năm 1987. Thân tha
问什么的说